Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì em sẽ quay chi tiết và test thử chất âm của một quả súp bát 30, súp điện bát 30, hàng của Trung Quốc, loại 1 xịn nha các bác nhé. Với dòng này thì các bác phối ghép vào trong phòng hát, nghe nhạc hay karaoke trong gia đình thì nó cũng rất tuyệt vời. Về thiết kế của dòng súp này, nó là mẫu mới nhất hiện nay và nó có thiết kế cực đẹp luôn. Và chất âm của nó thì cũng rất chi là uy lực nhá. Theo sự yêu cầu của rất nhiều các bác muốn sở hữu những quả súp để tăng tiếng trống, tăng độ trầm của bộ dàn karaoke, với trong giá thì nó lại rất khôn tiền. Với sản phẩm này thì nó là súp điện mà các bác chỉ cần phối ghép vào những chiếc âm ly hay những chiếc cục đẩy, nó cũng các bác chỉ cần cắm đường nai ra thôi, nó không ảnh hưởng gì đến công suất của âm ly hay những bộ dàn. Các bác cứ để nguyên, các bác chỉ cần chiết xuất đường nai ra là rất ok. Và đây em sẽ test thử chất âm này em cắm trực tiếp ở chiếc điện thoại ra nhé, nó không ảnh hưởng gì đến công suất của âm ly nhé các bác nhé, hay cục đẩy nhé. Nhiều bác hỏi và súp điện nó có ảnh hưởng gì đến những chiếc đẩy hai kênh hay những chiếc âm ly của các bác không, bảo nó hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì. Rất nhiều bác hỏi em là như vậy nên em cũng giải thích sơ qua một chút thôi. Với ngoại hình của nó thì rất đẹp nhá. Với thùng này, nó là thùng nguyên thùng nhá. Kia là một chiếc thùng của dòng súp này. Nó đóng rất cẩn thận nhá. Hai lớp thùng nhá các bác nhá. Và với những cái lớp mút này, lớp mút chống sốc này. Nên là các bác ở xa em gửi cho các bác thì các bác hoàn toàn yên tâm. Hai lớp thùng nhá. Và có mã là K112 nhé, nó là sản phẩm dòng súp của Trung Quốc, loại xịn nhé. Với phần thiết kế đằng sau, phần bo mạch điện và phần công suất liền luôn, nó là một miếng tỏa nhiệt nhôm nhé, kể cả hậu đít nó cũng bằng nhôm hết, màu vàng chóe luôn, rất đẹp, tỏa nhiệt rất tốt. Đây là các ngõ vào, các bác cắm đường nin vào nhé. Chất âm của nó thì thôi rất tuyệt vời. Em mở thì em test thử chất âm thì các bác hãy cắm tai nghe vào để cảm nhận được chất âm của quả súp này nhé. Nó rất uy lực. Và các bác nghe, đôi khi em đóng hết cửa trong nhà rồi thì các bác nghe, có thể là nó bên em có những một hai tấm kính ở trên nóc nhà kia thì là nó sẽ đảm bảo là sẽ bị rung, tại vì cái tần số âm trầm của nó rất mạnh nhé. Mời các bác thưởng thức nhé. Chế độ giữa thì nó rơi vào khoảng 100 hẹc nhé. Các bác để tần số 6 khoảng 190 đến 100 hẹc thì chất âm nó rất tuyệt vời. Đây là volume to nhỏ, các bác chỉ cần kết nối như vậy thôi, đánh nó rất ok. Và những bộ dàn của các bác nó thiếu tiếng trống, bất kể bộ dàn nghe nhạc hát ok mà chưa có súp thì đảm bảo các bác ghép vào những cái này nó sẽ lên công lực của phần bát rất nhiều luôn. Và mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 339. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc với giá rất tình yêu. Các bác cứ alo cho em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.